xin giao lưu với anh em một cây mai vàng nha anh em, đế đẹp nha. Cây này chủ nhà ghép được 2 năm nha anh em, ghép giống Thủ Đức. Cây này về là anh em Tết này chơi luôn nha anh em. Cây này được 2 mùa rồi, chủ nhà vô dây rồi sửa được 2 mùa nha anh em. Hoành thân em nói em đo vị trí này là 82 nha anh em dầm nè. Đây, hoành 82 nha anh em. Cái củ đế em đo là đây. Cổng thước dây là 150 nè, 1 2 là 190, cái củ 190 nha anh em. Hiện giờ cây đang nằm chậu 1 mét lọt lòng. Cốt chi nè anh em nha. Cây rất đẹp anh em, cốt chi rất to nha. Nè, bận người ta cái em rồi. Chủ nhà nuôi được 2 năm nha anh em. Đế rất là đẹp anh em dòm nè. Nó nội đế như ngọn núi nha anh em. Nội đế độc đặc luôn á. Anh em dòm nè, đế đặc kẹo luôn. Đế to lên nha anh em. Anh em dòm tay em nè, nó đế bự lắm nha anh em. Anh em về quay anh em xem dòng nha. Cây rất đẹp nha anh em. Hoành thân 82. Cái củ đông đặc là 190. Em đo chiều cao lên từ mặt chậu nha anh em, từ mặt chậu lên tới ngọn là 1m2. Cái tán ngang tán rộng là 1m5. Anh em xem nha. Đây. Quay đi em. Đây, quay cho anh em cận cảnh coi mấy cốt chi nha. Chi này là chủ nhà lấy là chuẩn chi rồi nha anh em. Chủ nhà lọc chi ra bớt rồi. Cái này về là anh em Tết này có chơi nha anh em. Đây là giống Thủ Đức nha anh em. Giảo Thủ Đức. Ghép được 2 năm rồi. Cây rất đẹp nha anh em. Cây này đang nằm chậu lọt lòng 1 mét. Về đây về anh em Tết sang vô cái chậu VIP nữa là cây đỉnh lắm nha anh em. Hàng đáng cho anh em sưu tầm nha. Hoành thân 82. Cái củ đế không là 190. Cái này không có dám mô đế xuống nữa nha anh em. Đế còn xuống nha. Đây, đế còn cắm xuống nhiều nữa nha anh em. Anh em dòm nha. Đây. Đế cắm xuống dữ lắm anh em ơi. Đế đông đặc luôn á. Em không có mô đế. Cây đang nuôi không có mô đế. Rồi anh em nào có nhu cầu liên hệ qua số điện thoại của em là 0919 755 533 nha anh em. Em đứng dậy đây. Em tên Út nha anh em. Rồi bye bye anh em nha.